Em chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của Nhân Vlog 1989 nha. Mấy bữa nay có rất là nhiều anh chị nhắn tin cho mình, mọi người nhờ Nhân ơi chia sẻ giùm cho anh một cái mẫu hồ nào đó mà mình chế cũng được nha. Nhưng mà cái kinh phí á, nó dao động tầm cỡ khoảng gần 1 triệu thôi. Tại vì cái khả năng của anh không có để anh làm những cái hồ lớn, hoặc là sử dụng những cái thiết bị, những cái vật liệu lọc của mình nó đắt tiền. Em có thể nào chia sẻ một cái mẫu đơn giản nuôi cá coi mini, cá coi Việt cũng được, để cho anh cũng như là một số anh chị em cô chú mình tham khảo. Đây là một trong những cái nội dung mà mình nhận được khá nhiều trong cái thời gian gần đây nha. Tại vì khi mà mọi người xem kênh của mình á, anh chị em cô chú mình thích nuôi cá nhưng mà chưa biết là cái kinh phí chuẩn bị bao nhiêu. Thì để mà nói cái kinh phí của mình nó dao động tầm cỡ khoảng 1 cho đến 1,5 triệu. Thì trong video ngày hôm nay Nhân mời mọi người cùng với là em ha, sẽ ghé quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, mình thăm nhà của em Bảo để mình tham quan cái mô hình hồ cá coi bằng thùng xốp giống như mọi người thấy nè. Hồ này của mình mini thôi, tầm cỡ khoảng là gần 300 lít. Và đến thời điểm hiện tại bây giờ hồ của mình hoạt động được 3 tháng hơn rồi. Nước trong cáo khẽ nhà người. Thì mình không có cái điều kiện nè, hoặc là cái không gian của mình không có để mình xây những cái hồ lớn á, hoặc là kinh tế của mình không có để mình sử dụng những cái loại vật liệu lọc đắt tiền. Thì thông qua cái video hồ của em Bảo, ngoài việc mình chia sẻ hồ lên giao lưu cũng như là giới thiệu cái hệ thống lọc mà Bảo tự chế, thì trong cái video này mình sẽ giới thiệu một vài cái loại vật liệu lọc đơn giản, rẻ tiền nhưng mà cái hiệu quả, thậm chí là bản thân mình đến thời điểm hiện tại bây giờ mình sử dụng được gần 5 năm rồi, nước vẫn rất là ok nha. Để cho anh chị mình ở nhà, ví dụ như mình đam mê với là cái bộ môn cá coi nói riêng và cá cảnh nói chung, nhưng mà cái tài chánh kinh tế của mình á, nó có tầm cỡ khoảng 1 cho đến 1,5 triệu, thì anh chị em của chúng mình tham quan cái mô hình hồ của em Bảo cũng như là cái cách mà Bảo làm lọc, và đặc biệt trong những ngăn lọc của mình sử dụng vật liệu gì để cho nước trong hồ của mình nó trong được như vậy, cá của mình khỏe mạnh dạng người được như vậy luôn anh em nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Là không gian hồ của em Bảo nè mọi người. Hồ này của mình được ghép lại từ 2 thùng xốp nha. Chiều dài hồ này của mình là 1m2, chiều ngang của mình là 90, và mực nước trong hồ Bảo đang để là 35. Như vậy là mình tính ra hồ này của Bảo tầm cỡ khoảng là 300 ngoài nha. Nếu mà anh chị em cô chú mình xác định mà mình chơi nó lâu dài, mình muốn cho nó thẩm mỹ, nó đẹp luôn á, cái lúc ban đầu khi mà ghép lại á, anh chị em cô chú mình đi ống âm luôn, mình thấy có nhiều bạn làm hồ bằng thùng xốp á, rồi mà bên trong á mình trét xi măng, mình chống thấm rồi sơn đen nữa, mọi người làm cái chiều cao của nó là 50 luôn á nha, cái chiều ngang thì cố gắng làm cho nó to tí xíu, chiều dài thì nếu mà hơn được 1m2 thì càng tốt, mình đi ống âm luôn. Ví dụ như cái hồ của mình tầm cỡ khoảng 500 thì anh chị em cô chú mình đi 2 hốc đá 49, kèm theo đó là mỗi mặt 34 nha. Hồ này của mình ban đầu khi mà làm á, Bảo dự định sẽ nuôi cá đan chu, nhưng mà sau khi xem kênh của mình á, Bảo quyết định chuyển sang nuôi cá coi, nên là cái đường ống mình không có đi âm, mà Bảo làm từ ngay chỗ hồ chánh á, có nghĩa là mình vẫn đi đường ống ra bên ngoài để bơm bên ngoài luôn, nhưng mà chỉ có khác một điều là mình đi ống nổi nha, chỉ có một ống 34 thôi, nên là cái đường ống của mình nếu mà xài cái bơm tầm cỡ khoảng 3.000 đến 5.000 nó sẽ bị hụt nước, nên là hiện tại bây giờ ở đây Bảo xài thêm một cái đường ống chữ U34, có nghĩa là từ ngay chỗ hồ chánh sẽ ra bên ngoài hai đường ống 34, kèm theo đó là một cái hút mặt nữa nha cả nhà, nó mới đủ nước cho cái hồ của mình. Còn nếu như anh chị em cô chú mình làm mới luôn, giống như hồi nãy mình chia sẻ rồi, nếu mà được có thời gian không gian hoặc là mình khéo tay làm luôn cái đường ống âm, thì cái hồ của mình nhìn nó sẽ giống như cái hồ anh chị em cô chú mình xây thôi, không khác gì hết, mà mình chơi lâu dài nó bền luôn nha. Khi mà anh chị em cô chú mình ráp lại từ những cái thùng xốp á, thì mình lưu ý cái nghĩa là ngay chỗ cái phần mà nối á, anh chị em cô chú mình làm cho nó kỹ nha, để tránh cái tình trạng là bị bung với lại là lâu dài nó bị đi nước, thì khi mà nó bị đi nước á, sửa chữa nó cực lắm, nên là ban đầu làm thì cố gắng ghép lại cho nó kỹ luôn, chắc ăn để mình chơi nó lâu dài nha. Thì cũng có nhiều anh chị hỏi mình là cái tài chánh tầm cỡ khoảng 1 cho đến 1,5 triệu thì mình làm được một cái mẫu như thế nào. Anh chị em cô chú mình sẽ làm được một cái mẫu tương tự giống như của em Bảo nha. Hai thùng xốp kèm theo đó là một cái máy bơm thì nó gần tầm cỡ khoảng là gần 1 triệu nha. Còn cái vật liệu lọc thì mình ví dụ như mình có điều kiện thì mình có thể là mua những cái loại rẻ tiền. Ở đây mình liệt kê ra một vài cái loại cơ bản đơn giản mà hầu như là trong hồ nào anh chị em cô chú mình cũng sử dụng. Giống như mình nè, hiện tại bây giờ ví dụ như anh em có thể là mua thêm Zimat cũng được, còn không thì mình có thể là xài lưới lan. Bên cạnh đó đá lọc thì nham thạch, sứ viên. Đó, hai cái loại này nó giá bình dân mà anh chị em cô chú mình xài rất là nhiều. Thậm chí là bản thân mình, hồ của mình hiện tại bây giờ mình đang sử dụng hai cái loại này 5 năm rồi, nước vẫn trong, cá vẫn khỏe mạnh nha.
Nó không quan trọng là mình sử dụng cái loại vật liệu lọc đắt tiền thì nước của mình trong, mà mình xài những cái loại rẻ tiền thì nước của mình không được trong, không đúng đâu. Quan trọng là anh chị em của chú mình sắp xếp nó như thế nào, vận hành như thế nào để cho nó phát huy tối đa cái hiệu quả của nó. Thì đó là cái mấu chốt, nó sẽ giúp cho nước trong hồ của mình trong, cá khỏe dạ người, mà mình không cần phải lo cái vấn đề bệnh tật. Kèm theo đó là cái kinh phí của mình không phát sinh quá nhiều nha. Bây giờ cái cách mà ở đây á, em bảo làm lọc như thế nào, sắp xếp ra sao, để bây giờ ở đây mình sẽ nhờ chủ hồ ha, sẽ chia sẻ cụ thể chi tiết luôn để cho mọi người xem cho nó rõ luôn nha. Xin chào anh Nhân và mọi người trên kênh của anh Nhân. Hôm nay em xin được giao lưu với mọi người chiếc hồ với tôi. Em làm từ thùng xốp. Thì hồ này thì em nói từ bằng 2 thùng xốp 1m2, chiều dài là 1m2, ngang 85, cao 30. Thì em cũng có chiếc xi măng. Còn hệ thống lọc thì em có đi hai đường ống, hai đường ống 34, một cái hút mặt, cái hút đáy. Do là lần đầu em làm nên em không có tính trước được nên em làm bị hụt. Tại một phần là ở nhà em có gì em xài đó, nên em đi có hai cái 34 nên bị hụt, hụt nước. Để em đi thêm một cái ống kêu thì nước sẽ từ hồ chính đi vô thùng lắng. Thùng lắng thì em có để là gồng đen và gồng xanh để chặn thêm lại. Bơm thì em xài bơm 5.000 lít một giờ. Bơm sẽ bơm lên hai cái khay đầu tiên. Khay đầu tiên thì em để tách phân. Lọc thô có bông lọc 6D với tuần đen gồng xanh. Nước sẽ chảy về khe này. Khe này là đá nhâm thạch. Đá nhâm thạch. Nước sẽ chảy về hai tầng này. Này cũng là full đá nhâm thạch với xỉ than. Ở đây thì có để một khay là xỉ than. Bên đây có thêm một khay là đá nhâm thạch. Nước sẽ chảy dưới hồ tạo luồng tạo oxy. Vừa rồi thì Bảo đã chia sẻ với mọi người cái cách mà Bảo làm lọc anh em nha. Nếu mà ở nhà anh chị em của chú nào mình nối đường ống ra bên ngoài á mà nó bị hụt nước giống như của Bảo thì mình chế thêm một cái đường ống chữ U nha. Còn làm mới 100% luôn, giống như rất là nhiều cái video mình chia sẻ lên trên rồi. Cố gắng làm cái đường ống cho nó to để xài cái bơm lớn không bị hụt nước nha cả nhà. Thì khi mà dẫn nước ra bên ngoài cái lắng á, anh chị em của chú mình có thể là sử dụng chổi nè, lứ lan, di mát tùy theo điều kiện kinh tế của mình nha. Mình cố gắng giữ phân lại. Sau đó nước sạch của mình, ví dụ như mình xài 2 thùng hoặc là 2 ngăn thì qua ngăn số 2, số 3 rồi bơm mình để bên đó luôn. Rồi mình sẽ bơm lên dàn Baki hoặc là lên một cái chum lọc nước trả về hồ, tương tự giống như cái cách làm của em Bảo nha. Nói chung là cây nhà lá vườn, ở nhà mình có những cái thiết bị nào thì mình tận dụng những cái đó để mình làm lọc nha. Còn nếu mà anh chị em cô chú mình có những cái thiết bị rồi mà mình chưa biết sắp xếp như thế nào, vận hành ra sao thì anh chị em cô chú mình cứ nhắn cho Nhân Zalo nha. Cái số trên màn hình, số đó là số Zalo á, mình đừng có gọi. Nhắn cho Nhân đi, mình sẽ vẽ cho mọi người một cái bản vẽ. Có nghĩa là từ ngay chỗ hồ chánh nói ra bên ngoài, vào đâu, qua đâu, qua đâu, lựa chọn cái bơm bao nhiêu, rồi khi mà trả về hồ cái nào làm luồng, cái nào tạo oxy, để thiết kế cho mình một cái mẫu đơn giản tương tự giống như của anh Bảo, để khi mà đi vào vận hành á, nó hạn chế ở cái mức thấp nhất cái tình trạng mình sửa chữa đi sửa chữa lại nha. Ngày hôm nay thì mình cùng với lại em Bảo đã giới thiệu với lại mọi người một cái mô hình hồ cá coi bằng thùng xốp tầm cỡ khoảng ngoài 300 lít, rất là dễ thương. Hệ thống lọc kết hợp giữa ống nối ra bên ngoài và đường ống chữ U, vận hành cơ bản rất là tốt nha. Thì nếu mà anh chị nào ở nhà cái tài chính mình có tầm cỡ khoảng 1 đến 1,5 triệu hoặc là không gian mình không có, cái tài chính mình không có để mua những cái vật liệu lọc đắt tiền, thì thông qua video này anh chị em của chú mình có thể là tham khảo từ mô hình hồ đến cách làm lọc của em Bảo luôn nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó Bảo, anh cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là hệ thống lọc lên kênh cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì anh chúc cho em cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Anh chúc cho công việc của Bảo làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công nhiều hơn nữa nha. Mọi người khi mà xem video á, thấy những cái mình cũng như là Bảo chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho hai anh em mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.
cry as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts.